227. Cơi, tên khác, lá cơi, ngón, mại sâm. Bộ phận dùng: lá và ngọn non thu hái vào mùa xuân, có thể quanh năm, dùng tươi. Tác dụng dược lý: 1. Tác dụng kháng khuẩn. Nước sắc lá cơi tươi có tác dụng đối với Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis. 2. Tác dụng độc. Lá cơi độc đối với cá, đặc biệt rất độc với chuột. Tính vị công năng: lá cơi có vị đắng, tính hàn, có độc, có tác dụng sát khuẩn, trừ sâu, giải độc, lợi thủy. Vỏ cây và vỏ cành có vị cay, tính rất nóng, có độc, có tác dụng sát trùng, giải độc. Rễ và vỏ rễ có vị tê, cay, đắng, tính nhiệt, có độc. Công dụng: 1. Lá cơi vỏ sát chữa ghẻ lở, ngứa, hắc lào, nấm kẽ chân. Có thể lấy lá nấu nước tắm, rửa hoặc đấu thành cao rồi bôi, ngày 2 lần, lá giã nát để ruốc cá. Còn dùng diệt ốc nang ký chủ của sán máng, bọ gậy, dòi bọ bằng cách giã 300 kg lá cho một mẫu ta, đổ xuống ruộng. 2. Vỏ thân vỏ cành 2-4 g, đập dập nát, nhét vào kẽ răng đau hoặc sắc lấy nước ngậm rồi nhổ đi, chữa sâu răng. Thuốc có độc không được uống. 3. Rễ và vỏ rễ sắc nước đặc rửa chữa bỏng, vết thương. Bạn muốn biết thêm các cây thuốc, bài thuốc nam chữa các bệnh thường gặp, đơn giản, dễ áp dụng, hãy truy cập trang web baokinam.com. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu video này hữu ích, hãy like và chia sẻ nó lên Facebook, Zalo cho nhiều người cùng biết. Để tiếp tục xem, các bạn hãy chọn một trong những video đang đề xuất trên màn hình hoặc đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận thêm nhiều video hữu ích khác.